chào các bạn. Bố mẹ mình đã mua cho mình cái xếp hình gì? Hình ngôi nhà. Hình ngôi nhà. Và bây giờ mình sẽ tháo ra nha. Tháo ra. Với cả đây là quả bóng của mình. Có hai quả bóng nha. Mẹ, mẹ, mẹ. Thằng tắt một quả bóng. Đây. Đưa vào quả đi. Rồi mình sẽ lấy chậu để vào. Mình sẽ lấy chậu để vào. Có đây là cái thứ hai. Hình ngôi nhà các bạn ạ. Đây nữa, ba hình ngôi nhà các bạn ạ. Cả đây này. Đây giống đồ sơ trường này nhá. Các bạn ạ. Tháo ra kiểu gì? Cho đi cầm ra thôi. Cứ cho nó nằm xuống rồi tháo ra dễ hơn. Đấy. Mưa hả? Mưa chật quá. Ừ. Mẹ giúp một chút nha. Đấy. Đấy. Đấy, con tự làm đi. Nó hơi chật một tí. Con ngồi xuống. Sắp. Ừ. Con lắp lại. Áo có tháo ra. Mình sẽ lắp hình gì? Hình ngôi nhà. Cũng được. Ừ. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Ui, giống như cái nhà quá. Bây giờ sẽ lắp nha. Thì nếu mà sẽ lắp lâu lắm các bạn ạ. Hay là mình sẽ đúng đến cả sáng rồi đi. Con để vào trong chậu đi cho đỡ rơi. Thì nếu nhầm đó thì sao? Có màu rồi, sao nhầm được? Màu đen thì nhầm nó thì sao? Không chơi đi. Màu đen này nhầm nó thì sao? Hả? Ui dồi ôi. Bạn ơi. Mẹ chín ba con nhân mà nó nằm. Cho để ngược lên như thế đúng rồi. Ngược lại chứ sóc. Cho mình nhắc cái lá dung thế này. Anh kia rồi cho.
Rồi, mình đã xếp được hai quả bom rồi. Giờ thì mình không thiếu. Mái nhà không có thể xếp vào. Không, màu hồng, màu bù với nhau không? Cần chụp vào trở thành nhà hai tầng. Đấy, đúng không? Các bảo với các bạn đi. Đây là nhà hai tầng, còn đây là nhà một tầng. Bây giờ mình sẽ thắng cái này ra, mình cho nó chậu nha. Cái này rất là khó nha, cái này rất là đau tay. Nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình có 7 tầng nha. Nhiều tầng chưa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này đi, bỏ cái này đi nha. Lại có một vật nữa, đồ chị Tú ạ. Trời ơi, tôi là ông, tôi là ông cu ạ. Trời ơi, ngồi im đi, sao tôi làm việc. Cạo quả đấy xong ơi. Nhờ dọc trời à? Bạn sắp định lắp nhà chọc trời các bạn ạ. Đây, quá cao. Mày sẽ lên trên đường. Mày lắp mày qua mây luôn. Mày rất là thích đi vào nhà Lotte. Mày muốn lắp lại vào nhà Lotte, mày ra từ đi. Ông sẽ xuất trường. Ok, khéo đổ. Ôi, động đất rồi. Các bạn ơi, lấy hàng trăm mảnh rồi. Nha, hàng trăm mảnh. Sao có biết trăm mảnh gì đâu mà nói. Rồi đó phải xuất chiêu con quay. Tôi ra kia ngồi sao? Anh Tí ngồi đây chơi cùng với em. Tí, ngồi đây xếp cùng với em đi. Tí dậy anh cách xếp. Nhà ấy kìa, có mái nhà kìa Tí ơi. Tí, ra, dậy anh cách xếp nhà đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ mình sẽ wow, mình thấy là đầu tiên của cái này nó kìa, cả một quả bóng của em kìa. Mình sẽ thử bắt thế nào. Bạn ơi, đây như kiểu là xe ô tô pin đi các bạn ạ. Dài không các bạn? Ô, sâu rồi. Cái vỏ đâu? Quay quá, ở sau này nó có những cái hình mà xe lắp đâu đây này, nó có những cái hình đây này, mà xe lắp những cái hình mà xe lắp có khủng long nhé. Hơn khủng long khá là khó. Robot à, máy bay này. Mình sẽ lắp, bây giờ mình sẽ lắp một trong những cái này. Mình sẽ lắp một cái khủng long nhé. Bây giờ mình sẽ à rồi, và bây giờ mình sẽ rip tại nhà. Hello.
thôn Hình Tuấn ơi, sẽ là một ngôi nhà nhỏ cho hạnh phúc gia đình trọn vẹn yêu thương. Má, chia ra làm đôi nha. Bây giờ mình sẽ cắt thành trăm mảnh. Các bạn ơi. Ôi giời. Thôi lắp cái gì đấy? Ngôi nhà hai tầng. Chiếc ô tô đi xe xuống Gà Mau. Còn lắm á. Đây là quán đó. Còn quán rồi. Đây cũng là quán đó. Đây lắp đây. Đó lắp có chứ. Các bạn ra kia bây giờ. Đừng quên đăng ký, chia sẻ để ủng hộ video. Mình làm thêm những video tiếp theo. Bye bye.